Với số vốn vài nghìn tỷ đồng, một nhà đầu tư đã biến một tuyến đường được đầu tư bằng tiền ngân sách trước đó trở thành những tuyến đường BOT có thu phí với thời gian lên tới 15 đến 20 năm. Và thế là hàng triệu người tham gia giao thông hàng ngày phải bỏ tiền túi ra để trả cho nhà đầu tư trên chính tuyến đường mà hàng chục năm qua thì họ đã được đi không phải trả phí. 2.989 tỷ đồng là số tiền để chủ đầu tư biến quốc lộ 6 cũ đoạn từ Hòa Lạc đi Hòa Bình, trong đó có địa phận Hà Nội dài khoảng 6,37 km và đoạn Hòa Bình dài 19,32 km thành tuyến đường có thu phí BOT. Hay tuyến đường quốc lộ 1A đoạn Hà Nội Bắc Giang, nhà đầu tư bỏ ra hơn 4.213 tỷ đồng để biến tuyến đường dài 45,8 km thành một tuyến đường thu phí BOT với thời gian thu phí lên tới 18 năm 7 tháng. Một tuyến đường điển hình nữa là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Với mức đầu tư 6.731 tỷ đồng, nhà đầu tư đã biến tuyến đường thành có thu phí BOT với thời gian lên tới 17 năm. Về hạ tầng giao thông, các tuyến BOT cũng không có những ưu điểm vượt trội, thậm chí có một số tuyến chưa đưa vào khai thác đã có biểu hiện xuống cấp. Trên cái tuyến có một số cái điểm nó xảy ra cái hiện tượng là cái nổi nhựa. Tuy nhiên thì chúng tôi cùng cái hệ thống tư vấn giám sát hiện trường đã đưa những cái điểm đó vào cái giám sát từng hàng ngày một. Đây chỉ là hiện tượng bóng nhựa. Nó chưa phải là một cái nguyên nhân kết luận là công trình có đảm bảo và nó bị sự cố hay không, bị hàn lún hay không. Đây hiện giờ là nó chưa bị hàn lún mặc dù nó có hiện tượng bóng nhựa. Vấn đề đặt ra là tính minh bạch về tổng mức đầu tư, thời gian thu phí của các dự án này, bởi hầu hết chủ đầu tư đều không muốn công bố những con số trong khi đang lợi dụng hạ tầng sẵn có và thu lợi nhuận. Ngay cả Bộ Giao thông Vận tải mới đây cũng phải đặt ra những dấu hỏi xung quanh thực trạng này. Mỗi cái việc cái thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ, bây giờ chúng ta thu phí 1.500 đồng một cây số. Thì trên cơ sở tính toán và theo các quy định của nhà nước thôi. Nhưng chúng ta phải chứng minh là cái tiền thu phí này chỉ là thu phí cho cái việc nâng cấp mặt đường, chứ không phải là thu cho cả con đường. Thì người ta cứ nghĩ là tại sao đầu tư mỗi mặt đường không mà không được thu cả con đường. Đây là chỉ thu cái tiền nhà đầu tư bỏ tiền ra đầu tư mặt đường thôi. Và hết thời gian, sau thời gian, tôi không nhớ chính xác lắm, được 10 hay 10 mấy năm đấy. Thì sẽ hoàn vốn và thôi, không thu hết thu phí. Các chuyên gia giao thông nhận định, cho phép đầu tư BOT trên các tuyến đường hiện hữu sẽ không có lợi, bởi hậu quả người vẫn phải đóng phí. Trừ khi cho phép nhà đầu tư xây dựng tuyến đường mới có thu phí thì về mặt hạ tầng giao thông mới có thể cải thiện. BOT mà tập trung vào mở đường mới thì gần như là chẳng ai thắc mắc cả. Cho nên là tôi nghĩ rằng vốn nâng cấp, tôi nghĩ rằng nâng cấp thì nên dùng cái vốn ngân sách. Cần vốn BOT thì nên tập trung vào những dự án mới. Trong trường hợp nó rất là tách bạch ra thì có lẽ là không ai thắc mắc. Hiện cái việc công khai minh bạch tất cả các dự án hiện nay thì báo cáo anh Thọ là cái dự án BOT bộ cũng đã có chỉ đạo rồi, tất cả các dự án BOT sẽ có biển cắm chủ đầu tư, đơn vị, thời gian thu phí, tổng số tiền công khai, tổng số tiền quyết toán ấy, chứ không phải tiền theo tổng mức ban đầu, sẽ công khai được đó. Có lợi thì chủ đầu tư mới nhảy vào. BOT rõ ràng đang trở thành miếng mồi ngon cho họ, còn người dân cứ ra đường là mất phí.